Rồi, xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay shop linh kiện Tự Đại Phú xin giới thiệu một cái mẫu lò kéo mới ha. Thì cái mẫu này có công suất từ 200 đến 300 W. Thì đây mình sẽ quay cận cảnh cho người xem ha. Thì đây là tổng tất cả các phô lâm sau: Volmusic, Badmusic, Redmusic, Guitar Von, Delay, Echo, Bad, Mid, Redmid, Volmid ha. Với cái bản này thì nó có hỗ trợ hai cổng guitar và hai cổng micro ha. Thì đây nó có hỗ trợ bình bên ngoài này ha. Rồi công tắc power, rồi quan trọng là cái phần phần điện nguồn 220. Thì phần điện nguồn 220 nó vừa để cho hoạt mạch hoạt động và cho sạc bình ha. Ok. Rồi. Thì mình đang đang test với cái lò bass trap mid. Một bass, một mid, một trap ha. Thì với cái mạch này thì rất là ok, phù hợp với cái dạng lo, dạng ba lo, bass, trung, trap. Lý do vì sao? Thì bản thân ở trong bên trong mạch đó, thì người ta rồi, có cái dây rồi ha, người ta đã thiết kế rồi, đó, thiết kế, đây, quay cận cảnh một xíu để dễ xem ha. Đó. Nó, thay vì mình sử dụng phân tầng ha, thì đây nó ra luôn, ra ba đường luôn, đó. Thì ở đây này quay cho nó dễ thấy này. Đây là đường bass này, đường trung này, đây là đường bass này, đây là đường trap này. Thì nó đã phân rõ ra ba đường rồi. Ok, đây là con IC công suất này ha. Đây là con IC chạy riêng cho lò trap này. Đây là cái con mà đã kích áp ha. Kích áp. Đây là cái main phần công suất ha. Bên này là cái phần main echo ha. Đây main echo. Chính giữa là phần main nguồn. Trên cùng là main bluetooth. Ok. Sản phẩm này cũng đang quay test cho một khách hàng ha. Và khách hàng này yêu cầu lắp thêm cái micro không dây ha. Cũng có ghi đầy đủ hết. Tần số OHF ha. Ok. Rồi. Thì đòi hỏi thì khi mà mình dùng cái mạch này thì mình sẽ sử dụng dạng ba lo là ok nhất. Đây. Thì cái lo này mình đang thiết kế riêng cho cái bản mạch này. Một bass, một trung, một trap. Ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành test qua cái mạch này để xem chất lượng nó như thế nào ha. Ok, mình gắn bình vào. Rồi, ok. Rồi, cái phần micro nó sáng đèn ha. Thì khi mà mình cắp điện vô thì nó sẽ sáng đèn. Khi mình bật mic lên thì cái đèn màu xanh dương nó sẽ sáng nữa. Hai đèn. Rồi, ở đây thì lưu ý có cái điều rất hay. Thì với cái bản mạch này á, thì khi mình cắp nguồn thì nó đếm sau bao nhiêu giây á, thì nó mới cho phép hoạt động ha. Đó, nó làm trở một cái khoảng thời gian ban đầu, nó đã bảo vệ cái lò mình. Quay đi mô sử thấy không, 62 giây sau thì cái mạch mới bắt đầu cho hoạt động. Đó. Thì mình nhấn vào đây, những phím điều khiển này ha. Đó, chuyển qua chế độ bluetooth. Lấy giá mô sử. Ok, thì mình sẽ tiến hành bắt bluetooth ha. Rồi, đây là bắt bluetooth rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái phần nhạc trước ha. Đây. Ok. Rồi mình giảm tiếng chép lại. Đối với cái mạch này có đặc biệt chút xíu là bass, trap mình điều tiết trên volume ha. Thì mình không có qua phân tầng, điều tiết bằng cái những cái núm volume này luôn ha. Này bass này, đẹp như trăng volume, này volume tổng này, cưới rồi đành xa nhau này. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Thank you.
theo bằng được mắt chia phôi. Sẽ tiến hành test qua phần micro ha. Micro. Rồi, bật cái mic lên. Đây. Rồi. Lên ha. Tiếng echo rất là tốt ha, tại vì cái bản này nó có phần chỉnh echo và nút delay riêng ha. Mình đang quay và vừa test luôn, mình đứng rất gần lỗ chép ha. Đây. Mình test lại tiếng mic lần nữa ha. Mình cũng nói thêm vào chút xíu về cái bản mạch này. Thì bản mạch này rất là đặc biệt ha, rất đặc biệt. Rất hiếm khi một cái bản mạch nào mà nó chia ra ba đường. Thì đối với cái mạch này thì mình có thể thiết kế một cái dạng lo khác nữa. Đó là mình sử dụng lo sub, lo bass và lo jack. Thì như vậy là cái phần cái đường bass thì mình chuyển qua lắp cho lo sub ha. Còn cái đường mid á mình chuyển qua lắp cho lo bass nhẹ. Hả? Còn đường cuối cùng mình lắp cho lo chép. Như vậy cái mạch này á thì nó thiên về cái phần mà phần bass ha, nó chia ra. Như vậy là cái đường bass khi mình test riêng nó thì nó sẽ âm nó là thuộc dạng âm trầm ha, tần số thấp. Tiếng bass tần số cao ha, chép tần số cao hơn nữa. Rồi ok. Mình sẽ quay sơ một lần nữa phía trước mạch ha. Ok.
2V, hai cái đầu nó vào guitar, hai mic ha. Đây là một cái công tắc led power. Thì nhiều người hỏi led power làm gì, mình đỡ mình gắn ví dụ như led nhét theo nhạc, một cái bộ phận hiển thị nào đó ha. Mình sử dụng công tắc này. Ngoài ra mặt thiết kế đó chắc chắn thêm cầu chì bảo vệ này, lỡ mày xảy ra nhầm nguồn hay đó thì có cầu chì nào nó sẽ bảo vệ được ha. Còn những cái chức năng đặc biệt khác thì đều có hết ha. Đây. Bluetooth thì ở đây xài Bluetooth là hàng loại xịn luôn nha. Đã tìm Bluetooth này trên thị trường bán là cực kỳ hiếm nha, giống như Bluetooth thường đâu nha. Ok, mình sẵn sàng test lại phần tiếng mic một lần nữa ha, để kết thúc cái video tại đây ha. Rồi, lưu ý là bản mạch này có sử dụng điện 220 ha. Đây, tắt nguồn này. Thì nó vừa cấp cho phần điện 220 và vừa cấp cho sạc bình. Thôi mình quay lại bên trong một lần nữa ha. Đây, đây là cái main công suất ha. Ok, thiết kế ra ba đường. Như vậy là dây lo mình cũng phải ra ba đường luôn ha. Như vậy cái phần lo thiết kế mình cũng phải ba lo luôn. Lo bass này, mid này, treble này. Như vậy mình đang thiết kế với cái thùng lo là lo ba tắc ha. Ok, thì nếu khách hàng nào mà thích thú với cái thùng lo này thì có thể liên hệ với shop ha, shop sẽ đóng luôn ha. Rồi đây cái bản mạch lo kéo có bán trực tiếp trên web. Cần có hỏi thêm gì về thông tin về bản mạch này thì có thể trao đổi trực tiếp qua số Zalo bên mình ha. 4 số đều có Zalo hết ha. Rồi mình có thể là kết bạn Zalo để trao đổi thêm về mặt kỹ thuật ha. Cái bản mạch này thì thiết kế cho lo ba tắc là ok luôn. Bốn tắc thì mình phải thiết kế dạng lo nhẹ ha. Thì công suất thì chỉ đảm bảo tới đó thôi. Mình quấn cao quá thì nó sẽ bị hư, dễ hư mạch. Nói chung mình hiểu thì mình sẽ chọn lo thì nó tốt, thì cái bộ mạch của mình chạy nó rất là bền ha. Rồi xin kết thúc video tại đây ha. Chào.